Trong kinh Phật nói mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm vị thì không nên nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Con xin hỏi tướng chung và tướng riêng ở đây nghĩa là gì và thế nào là không nắm giữ hai tướng này? Tướng chung là gì? Đây là đàn ông, đây là đàn bà, nó là tướng chung. Tướng riêng, đây là cặp mắt, đây là đôi môi, đây là cái mũi, đây là cái lưỡi, đây là giọng nói. Đó là tướng riêng, tức là tướng chung là cái tổng quát bên ngoài, mà cái tướng riêng là những cái chi tiết thành phần ở bên trong đó. Rồi như thế nào là không nắm giữ tướng chung, như thế nào là không nắm giữ tướng riêng? Tức là khi đó đó, hành giả chánh niệm đối với đề mục của mình, tức là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi chỉ là cái ngửi, trong cái xúc chạm chỉ là cái xúc chạm. Đấy, tức là vì đó, một là quay trở lại các cái đề mục thiền chỉ, như là trường hợp một cái vị tỳ kheo, khi mà vị này đang đi khất thực, vị này nghe một tiếng cười của người phụ nữ, vị này ngó lên nhìn thấy một cái cô gái đang cười, và vị này nắm lấy cái tướng hàm răng của cô gái, và vị này quán tưởng về bộ xương, và ngay lập tức vị này chìm vào trong đề mục bộ xương, và khi đó vị này phóng to cái tướng bộ xương nó ra, và trong mắt vị đó lúc bấy giờ chỉ có một bộ xương đang di động chứ không có một cô gái nào ở đây nữa hết. Đấy. Rồi hoặc là quý vị quay trở lại bốn đề mục tứ niệm xứ ha, quán thân, thọ, tâm, pháp, thì đó cũng là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Hoặc là quý vị thực hành tứ chánh cần, tức là sao? Làm cho các cái tâm bất thiện chưa sanh thì không sanh, đã sanh thì biến mất, làm cho những tâm thiện chưa sanh thì sanh lên, đã sanh rồi thì diệt đi. Thời gian gần đây thì sư có một vài trải nghiệm về cái việc thực hành tứ chánh cần, và nó khá là thành công, cho nên là sư chia sẻ với quý vị, mà ai có nghe nghe thì quý vị cũng biết đó. Tức là có đôi khi mà sư đi tiêm ngừa rồi, khi mà sư đi khám bệnh đó, thì có đôi khi mà phải tiếp xúc với y tá, thì họ đương nhiên họ không có ý gì, còn cái quan trọng là mình có ý gì hay không đấy. Cho nên là sư lúc đó là sư quán tưởng là ma vương đang đứng kế bên, và ma vương nhắc nhở là chỉ cần mà mi mà có cái tâm bất thiện khởi lên thì mi sẽ biết ta là ai. Và khi đó đối với sư quán tưởng, với sự nhòm ngó đọc tâm của ma vương đang nhìn thẳng vào tâm của mình, thì mình phải làm một việc, đó là không có làm cho những tâm bất thiện sanh lên. Lúc đó sư chỉ giữ mình như vậy thôi, thủ tâm của mình. Thì đó cũng là một phương pháp để không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Đấy. Sẵn thì sư nhắc có một vài những cái phương pháp mà nói nó rất là hay, nói nó rất là hay, ví dụ như là đối cảnh vô tâm như vậy, nhưng mà làm sao để làm được chuyện đó thì họ không có nói, cho nên nhiều phương pháp á, mình nghe thì nó rất là hay nhưng mà nó mù mờ, nó ảo lắm, tức là nó không có cái đường lối thực hành cụ thể nha, cho nên là chúng ta nên tránh những cái cách đó. Rồi nhiều người khi mà họ bàn thiền đó, thì sư nghe sư nhức đầu lắm, cái kiểu mà bàn thiền tợ thánh mà trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã, tức là sao? Nói thì nói trên trời dưới đất nhưng mà phương pháp thực hành không có, tức là họ chỉ nói kết quả thôi. Đối cảnh thì đừng có tâm sanh khởi là được rồi, nhưng mà làm sao để có được chuyện đó thì họ không nói.
mà họ không nói thì chỉ đơn giản nhiều khi họ không biết thôi. Thì chúng ta nên tránh những cái phương pháp mà nó chỉ là cái bánh vẽ bề ngoài, nhìn rất là đẹp nhưng mà không có cái nội dung cụ thể thực hành ha.